Uống nước là một công việc quan trọng. Trung bình một ngày, trâu đần châu Phi phải uống nước 2 lần. Nhưng cũng có một số con phải đến 4-5 lần uống, vì việc uống nước của chúng thường hay xảy ra vấn đề. Những loài thú săn mồi cỡ lớn như sư tử sẽ luôn phục kích và tấn công bất ngờ. Cho nên trong lúc cả đàn uống nước sẽ luôn xuất hiện những thành viên làm nhiệm vụ cảnh giới. Với đàn trâu đần này, nguy hiểm không đến từ đằng sau mà đến từ phía bên kia. Những gã khổng lồ voi châu Phi muốn độc chiếm hồ nước này. Kẻ đầu đàn hùng hổ lao thẳng về đàn trâu với thái độ dứt khoát. Nó bắt đầu đuổi đàn trâu với sự hung hãn có thừa. To hơn, khỏe hơn thì có quyền. Chỉ tiếng trống của nó đủ làm bầy trâu đông đúc thi nhau bỏ chạy. Không có một sự kháng cự nào. Đó là việc làm không ngoan. Một cú húc của gã khổng lồ không thể đoạt mạng một con trâu hơn 500kg, nhưng có thể làm con trâu đó chấn thương nhẹ hoặc nứt ít nhất vài cái xương. Có những nguy hiểm không thể nhìn thấy được. Đàn trâu uống nước bị tổn thương trước cả cơ hội. Với những cú cắn kiểu này thì cơn đau không hề diễn tả. Cá sấu đớp trống nguyên phần miệng trên của con trâu. Sự hỗn loạn thấy rõ, không bao giờ mà kẻ đi săn tha cho. Nó nhỏ hơn con trâu rất nhiều, nhưng nó rất mạnh. Nó đang cố giữ con mồi ở lại mặt nước. Con trâu phải nhích từng chút một để leo lên bờ. Nó không thể đi nhanh hơn, vì cái miệng của nó đau không gì diễn tả. Con cá sấu thật đáng sợ, không hổ danh là quái thú của đầm lầy. Con trâu đã lên bờ thành công. Nó lôi cả kẻ đi săn lên cạn. Những thành viên quay quanh mà không thể làm gì. Tiếng kêu của kẻ gặp nạn vang vọng cả cánh rừng. Nó thở dốc và cái miệng đã phồng rộp. Dù biết là không có cơ hội thành công, nhưng cá sấu rất lì lợm. Ở dưới nước thì còn hổ báo, chứ lên bờ thì cá sấu yếu hẳn. Cuối cùng, con trâu dùng hết can đảm, nén đau, thoát khỏi quái vật đáng ghét. Dù rất sợ nhưng việc uống nước phải tiếp tục. Nhiều khi, vì ngậm nước mà con vật phải đánh đổi cả mạng sống của nó.